Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Án Khét Tiếng. Vụ án hôm nay xảy ra tại một công ty quản lý cơ sở hạ tầng tại Edinburgh, Scotland, Vương quốc Anh. Vào sáng sớm mùng 4 tháng 5 năm 2010, nhân viên của công ty bắt đầu công việc như thường lệ, nhưng mà họ cứ cảm thấy thiếu một thứ gì đó. Suy nghĩ một lúc mới phát hiện họ không thấy cô đồng nghiệp Susan Pillay đâu hết. Tuy nhiên thì các đồng nghiệp này ban đầu cũng không quan tâm lắm. Họ chỉ nghĩ rằng đơn giản là Susan hôm nay đến trễ vì gặp một tình huống bất ngờ nào đó. Ai đi làm thì cũng trải qua một lần gặp trường hợp như vậy. Tuy nhiên đồng hồ điểm 12 giờ trưa nhưng mà Susan vẫn chưa xuất hiện. Điều này thật sự rất bất thường vì Susan là người sống rất nguyên tắc, chăm chỉ, có trách nhiệm trong công việc, bình thường không bao giờ nghỉ làm vô cớ. Dù là kẹt xe hay có việc gì lên muộn một chút, Susan cũng sẽ luôn gọi tới công ty để báo trước một tiếng. Nhưng mà hôm nay cô ấy không những không đến công ty làm việc mà còn không báo cho ai một câu. Chuyện này quá bất thường. Trước tình huống này, quản lý công ty đã cố gắng liên lạc với Susan bằng cả số di động và số bàn, nhưng mà không ai nghe máy. Là người quản lý tận tâm, đặt trách nhiệm lên hàng đầu, ông đã ngay lập tức liên hệ với phòng nhân sự để tìm kiếm Susan. Khi nhận được thông báo con gái không đến công ty, mẹ của Susan là bà Sylvia rất lo lắng, cuống quýt liên lạc với tất cả bạn bè của con gái mình để xem có ai biết cô đi đâu không. Tuy nhiên không ai biết Susan đang ở đâu. Trước tình huống này, bà Sylvia và chồng đã nhanh chóng trình báo lên cảnh sát biên phòng Lothian. Sáng hôm đó, Sylvia nhận được tin nhắn từ Susan, trong đó gửi lời cảm ơn mẹ đã chăm sóc thú cưng của cô và chia sẻ niềm vui vì tìm được tình yêu mới. Bà Sylvia biết con gái đang hẹn hò với một người đàn ông trên mạng. Susan gặp gỡ người này vào đêm trước khi mất tích. Mặc dù ban đầu bà cũng không quan tâm lắm, nhưng vì dạo này trên báo thường xuất hiện những vụ việc thương tâm xảy ra khi mà đi gặp gỡ bạn trai bạn gái quen qua mạng, nên bà Sylvia không thể không lo lắng về an toàn của con. Ngoài việc biết tên người đàn ông đó là Mark, bà Sylvia không có thông tin gì khác. Tất nhiên đây không phải là vấn đề lớn với cảnh sát. Trên thực tế, điều tra viên đã nhanh chóng tìm thấy một người có tên là Mark Brooks từ dữ liệu backup của trang hẹn hò trực tuyến. Tuy nhiên khi bị cảnh sát thẩm vấn, người này lại có biểu hiện rất bình thản. Anh ta mô tả chi tiết về buổi hẹn với Susan vào tối mùng 3 tháng 5. Susan đã đem theo một chai rượu vang đến nhà Mark ở Edinburgh. Trong cả đêm hôm đó, hai người chỉ nói chuyện, uống rượu, xem phim và ngủ, chứ không làm gì khác. Vào khoảng 6 giờ 45 phút sáng mùng 4 tháng 5, Mark đã tự nguyện chở Susan về nhà. Susan xuống xe cách nhà khoảng 200m, còn Mark thì trực tiếp đi làm ngay sau đó. Quả thực, dựa vào lịch trình này, Mark có một bằng chứng rất thuyết phục về việc anh ta không có mặt tại hiện trường vào lúc vụ án xảy ra. Vì Sylvia nhận được tin nhắn từ Susan lúc 8 giờ 30 phút sáng, nhưng vào khoảng 8 giờ sáng ngày 4 tháng 5, Mark đã đi làm và có rất nhiều đồng nghiệp có thể làm chứng. Tuy nhiên, cảnh sát không dễ bị lừa như vậy. Đó chỉ là tin nhắn, chứ không phải cuộc gọi, và họ không thể chắc chắn người gửi là Susan hay là Mark đã giả mạo cô và gửi tin nhắn đó nhằm đánh lạc hướng cảnh sát. Vì Mark đã cung cấp thời gian và địa điểm rất rõ, nên cảnh sát đã quyết định kiểm tra xem có camera an ninh nào ghi lại hình ảnh của Susan hay không. Kết quả là Mark không nói dối. Sau khi phân tích hơn 150 giờ video giám sát, điều tra viên đã tái hiện được hành trình của Susan trước khi cô mất tích. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng thì càng làm cho vụ án thêm phần bí ẩn. Theo video giám sát, lúc 8 giờ 20 phút sáng mùng 4 tháng 5, Susan đã lên xe buýt số 2 trên đường Stevenson để đến đường Dylan, sau đó lại chuyển sang xe buýt số 4 và xuống tại cửa hàng Chandler's trên đường Prince. Thời điểm này là 8 giờ 48 phút. Sau khi xuống xe, Susan đã đi bộ đến siêu thị Sainsbury's gần quảng trường St. Andrew. Vài phút sau, cô rời khỏi siêu thị. 8 giờ 55, cô rẽ vào một con hẻm. Và từ đó cảnh sát không tìm thấy bất kỳ hình ảnh nào về Susan. Nói cách khác, Susan giống như biến mất vào hư không vậy. Không ai rõ chuyện gì đã xảy ra với cô. Cảnh sát chỉ có thể chắc chắn một điều là đó là Susan không tự ý biến mất. Bởi lẽ họ đã tìm thấy ví và những vật dụng quan trọng khác của cô ở nhà. Điều này chứng tỏ vụ mất tích của Susan là do bắt cóc. 8-9 giờ sáng vốn là giờ cao điểm và Susan biến mất ngay vào khoảng thời gian xe cộ và người qua lại chật kín trên phố. Nếu kẻ xấu là người lạ, khi hắn bất ngờ tấn công thì chắc chắn Susan sẽ chống cự lại. Khi cô chống cự thì sẽ thu hút được sự chú ý của những người đi đường. Nhưng sau khi cảnh sát điều tra, họ lại nhận thấy sau 8 giờ 55 sáng ngày 4 tháng 5 không hề xảy ra bất kỳ một sự việc bất thường nào hết. Còn nếu kẻ bắt cóc là người quen, hẳn
Hẳn là tên đó phải có thù oán sâu sắc với Susan thì mới ra tay bắt cóc cô như vậy. Thế nhưng trong mắt bạn bè hay gia đình, Susan luôn mang tới hình ảnh người phụ nữ lạc quan, tốt bụng. Ngoài việc thường xuyên đi leo núi với vài người bạn, cô cũng không có sở thích gì đặc biệt. Ngoài ra, Susan còn rất nhiệt tình với các hoạt động thiện nguyện. Quan hệ với gia đình của Susan cũng rất tốt. Xét về mọi mặt, không ai có lý do gì để oán hận Susan, và điều này khiến cho cảnh sát rất đau đầu. Đúng lúc này, một người đàn ông tên là Peter Duran đã chủ động đến gặp cảnh sát, nói rằng anh ta có vài manh mối hữu ích muốn cho họ biết. Vậy Peter là ai? Xét về danh tính của người đàn ông này, chúng ta cần bắt đầu từ lịch sử tình trường của Susan. Thực ra cô đã từng kết hôn trước khi quen người bạn trai trên mạng kia. Chồng cũ của Susan không ai khác chính là Peter Duran. Peter là kỹ sư sống ở một thành phố cảng thuộc vùng Fife, Scotland. Susan và Peter đã quen biết và trở thành bạn thân trong nhiều năm. Cũng như nhiều đôi bạn thân khác giới khác, hai người nảy sinh tình cảm với nhau từ lúc nào không hay. Mặc dù vậy, có lẽ do không ai chịu nói ra tiếng lòng của mình, nên sau khi đã trải qua vài mối quan hệ, vào năm 1999, Peter và Susan mới chính thức trở thành một cặp. Tuy nhiên, tiến độ của mối quan hệ này cũng rất chậm. Phải tới năm 2004, tức là 5 năm sau, cặp đôi mới chính thức đăng ký kết hôn tại Las Vegas. Người ta vẫn thường nói là chậm mà chắc, nhưng có lẽ triết lý này không áp dụng cho tình cảm. Dù trải qua một quá trình quen biết và yêu đương dài như vậy, nhưng chỉ sau 4 năm kết hôn, tức là năm 2008, hai vợ chồng đã đường ai nấy đi. Lý do ly hôn không phải là do ngoại tình hay làm gì sai, mà đơn giản là họ đã yêu nhau quá lâu, tình cảm dần phai nhạt, họ không muốn tiếp tục ở với nhau nữa. Chính vì thế mà sau khi chia tay, Peter và Susan vẫn giữ quan hệ bạn bè tốt đẹp, thường xuyên liên lạc. Theo lời Peter nói với cảnh sát, vào khoảng năm 2009, Susan từng nói với anh chuyện cô đã tìm được một người bạn trai mới. Điều khiến Peter bất ngờ là người đó là người đã có gia đình. Đã quen biết nhiều năm như vậy, Peter chưa từng nghĩ vợ cũ của mình lại có gu đàn ông như thế. Peter mặc dù không nói ra, nhưng trong lòng thì vẫn nghĩ quan hệ này không khéo sẽ mang đến nhiều rắc rối. Vì vậy, khi thấy thông tin về vụ mất tích của Susan trên báo, Peter lập tức liên hệ với cảnh sát. Về danh tính của người đàn ông đã có gia đình kia, hắn không phải là Mark như mọi người vẫn nghĩ. Peter cũng không biết gì nhiều về danh tính thật của người này. Cũng may là vẫn có một người khác biết, đó chính là mẹ của Susan, bà Sylvia. Vậy tại sao trước đó bà Sylvia không báo với cảnh sát? Rất đơn giản, Susan đã chia tay với người này vào cuối năm 2009, nên bà cũng không nghĩ vụ mất tích của con liên quan gì tới hắn. Và người đàn ông này tên là David Gilroy. David Gilroy sinh năm 1963, từng phục vụ trong Hải quân Hoàng gia Anh từ năm 1982 đến năm 1993. Và trong khoảng thời gian này, anh ta gặp gỡ và nên duyên với một cô gái tên là Andre. Hai người kết hôn vào tháng 8 năm 1992 và sau đó có với nhau hai người con rất đáng yêu. Năm 1993, sau khi xuất ngũ, David gia nhập một công ty quản lý cơ sở hạ tầng, giữ chức vụ quản lý vận hành. Susan cũng là nhân viên làm việc tại công ty này. Ban đầu cô và David chỉ là đồng nghiệp, nhưng không ai biết chính xác hai người bắt đầu quan hệ bất chính như thế nào. Susan và David rất giỏi trong việc giữ bí mật, ngay cả đồng nghiệp thân thiết cũng không hề biết về quan hệ của họ. Người duy nhất hiểu rõ chuyện này là mẹ của Susan, bà Sylvia. Tình cảm giữa Susan và David rất sóng gió, khi thì hạnh phúc, khi thì cãi nhau inh ỏi. Về phía bà Sylvia, với tư cách là một người mẹ, chẳng phải bà nên ngăn cản khi thấy con mình va vào một người đã có vợ hay sao? Về vấn đề này, bà Sylvia nói, trước khi chính thức hẹn hò với Susan, David đã hứa sẽ nhanh chóng giải quyết vấn đề hôn nhân của mình. Chính vì thế mà bà Sylvia đã một mắt nhắm, một mắt mở, ngầm chấp nhận mối quan hệ. Tuy nhiên sau khi hẹn hò, David không những không giữ lời hứa, mà mối quan hệ bí mật của hắn với Susan còn bị vợ là Andre Gilroy phát hiện. Sau khi biết chuyện, khác với những người phụ nữ khác, Andre không khóc lóc ầm ĩ mà chỉ đuổi thẳng cổ David ra khỏi nhà. Không ngờ David cũng không vừa, hắn còn cố chọc giận vợ. Nếu không được về nhà thì tôi sẽ đi nghỉ mát. Bắt đầu Susan tin tưởng David nhất định sẽ lợi dụng cơ hội này để chấm dứt quan hệ hôn nhân nhàm chán kia. Thế nhưng sự thật thì mất lòng, David vẫn cứ tìm mọi cách để kéo dài quá trình ly hôn mà không chịu cho Susan một danh phận. Lúc này thậm chí một đứa trẻ con cũng có thể nhận ra David không hề muốn ly hôn, chỉ là muốn làm trò tiểu nhân mà thôi. Tháng 12 năm 2009, tức là nửa năm trước khi mất tích, Susan đã buông bỏ hết hy vọng. Sau khi bị người tình bỏ mặc, David mặt dày quay về nhà xin lỗi vợ.
Cuối cùng, vì nghĩ đến hai đứa con nên Andre tha thứ cho người chồng phản bội. Tuy nhiên chuyện không dừng lại. David vẫn quyết tâm để tâm địa xấu xa của hắn làm mọi người bất ngờ hết lần này tới lần khác. Sau khi về với gia đình, David vẫn không ngừng gọi điện cho Susan, tha thiết nói muốn tái hợp. Nhưng Susan đã quyết tâm từ bỏ, bắt đầu một cuộc sống mới, nên cô không để tâm đến những lời đường mật của David nữa. Sau đó thì Susan đã quen được Mark trên mạng. Vụ mất tích cũng xảy ra sau khi hai người gặp mặt ngoài đời. Khi cảnh sát nghe xong, họ ngay lập tức cho rằng David có động cơ gây án. Điều tra viên nghĩ David có thể vì phát hiện Susan có người yêu mới nên nổi cơn ghen, dẫn tới hành vi cực đoan. Ngoài ra, nơi mà Susan mất tích cũng chính là gần công ty quản lý cơ sở hạ tầng nơi mà David làm việc. Địa điểm Susan mất tích chỉ cách chỗ làm của David có chưa tới 100m. Dựa vào thông tin này, David trở thành đối tượng vô cùng đáng nghi trong mắt cảnh sát. Tuy nhiên còn có một điều nữa cần chú ý. Như đã nói, những thông tin về quan hệ quá khứ giữa David và Susan đều tới từ lời kể của Sylvia. Còn về Sylvia thì bà cũng chỉ là nghe lại chuyện tình này từ miệng cô con gái Susan. Tức là lời khai này của bà Sylvia là lời khai một phía. Liệu cảnh sát có thể hoàn toàn tin tưởng vào những lời nói đó hay không? Quả nhiên khi cảnh sát tìm được David, họ lại nghe một câu chuyện hoàn toàn khác. David nói ngay từ đầu chính Susan là người chủ động theo đuổi hắn. Bản thân David thừa nhận đã bị sự theo đuổi mãnh liệt và táo bạo của Susan cuốn hút nên mới phản bội gia đình. Ban đầu hắn cũng từng nghĩ tới việc ly hôn với vợ để có thể cho Susan một danh phận, xây dựng một gia đình êm ấm với cô gái mới này. Nhưng sau khi Susan chuyển tới sống cùng, David lại dần thay đổi ý định. Lý do rất đơn giản, David nhận ra Susan không chỉ dành tình cảm cho duy nhất mình hắn. Nói cách khác, bên cạnh David, Susan còn có tình cảm với người khác. Đây là điều mà hắn tuyệt đối không thể chấp nhận. Vì vậy vào tháng 12 năm 2009, David đề nghị chia tay với Susan và quay về với gia đình. Tuy nhiên Susan vẫn liên tục dùng mọi cách để quyến rũ David. Cho tới khi Susan quen được một người mới trên mạng thì cô ta mới chịu buông tha cho hắn. Vậy cuối cùng thì lời khai của ai mới là sự thật? Là bà Sylvia, mẹ của Susan, hay là David, người tình đã có gia đình? Cũng may là câu hỏi này rất nhanh đã có lời giải. Thông qua điều tra lịch sử liên lạc, cảnh sát phát hiện trước khi vụ mất tích xảy ra, David gần như hàng ngày đều nhắn tin cho Susan. Số lượng còn khá nhiều, đôi khi lên tới 100 tin một ngày. Ngoài ra vào ngày 2 tháng 5 năm 2010, tức là 2 ngày trước khi vụ mất tích xảy ra, camera an ninh tại một siêu thị cũng ghi lại cảnh Susan và David cùng đi mua sắm. Nếu David nói Susan cứ bám theo hắn thì tại sao hắn lại liên tục nhắn tin cho Susan, lại còn cùng đi mua sắm với nhau? Rõ ràng David đã không trung thực khi khai báo. Cảnh sát chính thức đổi hướng điều tra sang David và càng điều tra họ càng thấy hắn có vẻ không ổn. Vào sáng 4 tháng 5 năm 2010, tức là ngày xảy ra sự việc, David đã tới công ty lúc 8 giờ 40, còn Susan mất tích lúc 8 giờ 55 sáng. Về thời gian thì có vẻ như David có chứng cứ ngoại phạm. Nhưng vì địa điểm mất tích của Susan quá gần với công ty, nên nếu David làm xong lại lén lút ra ngoài làm việc đó khoảng vài phút thì cũng chẳng ai chú ý. Thực tế không ai biết rõ hắn trong khoảng thời gian xảy ra sự việc có rời khỏi công ty hay không. Tuy nhiên một số đồng nghiệp thì phản ánh vào khoảng 9 giờ 15 phút đến 9 giờ 20 phút sáng hôm đó, David cứ đứng yên một cách lạ thường bên máy in trong công ty. Thực ra mà nói việc in ấn tài liệu cũng không có gì lạ. Nhưng sở dĩ điều này lại thu hút sự chú ý của đồng nghiệp là vì khi đó David dù không làm gì cũng lại toát mồ hôi, mặt xanh như tàu lá chuối, ánh mắt trống rỗng như thể vừa trải qua một sự việc chấn động. Biểu hiện như vậy là rất khác với hình ảnh điềm tĩnh thường ngày của hắn. Chuyện không dừng lại. Vào khoảng 11 giờ 15 phút trưa cùng ngày, David nói có một tài liệu quan trọng để ở nhà, cần phải về lấy, rồi rời khỏi công ty. Thông qua hệ thống camera, cảnh sát phát hiện hôm đó David vốn không lái xe đến công ty. Sau khi rời khỏi công ty lúc 11 giờ 15 phút, hắn bắt xe để về nhà. Sau đó David lái xe riêng của mình trở về công ty, lúc này là khoảng 12 giờ 30. Và rồi chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Suốt chiều hôm đó, David nhiều lần ra vào hầm xe và vào khoảng 13 giờ 30, hắn còn đi mua một cái chai gì đó giống như nước hoa, xịt không khí tại siêu thị gần công ty. Một ngày sau, ngày 5 tháng 5 năm 2010, cảnh sát cử người đến kiểm tra tại công ty cơ sở hạ tầng. Lúc đó, David không có mặt tại hiện trường. Khi được hỏi đã đi đâu, David mới giải thích mình đi kiểm tra sân chơi của một trường học tại Luxury và Invercating. Đây là kế hoạch được lên từ trước. Điều khiến cho cảnh sát không ngờ là mặc dù đồng nghiệp của David đều biết về kế hoạch này, nhưng họ cũng không rõ liệu David có thực sự tới kiểm tra sân chơi hay không.
Thông qua camera trên đường đi, cảnh sát xác định vào ngày 5 tháng 5, David thực sự đến kiểm tra cơ sở tại trường học. Vậy là hắn không nói dối. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn phát hiện một việc rất bất thường. Trên đoạn đường từ Edinburgh đến Lochgelly và Inverkeithing, cần phải đi qua hai thị trấn là Tindrum và Inveraray, cách nhau khoảng 45 km. Thời gian di chuyển ước chừng 40 phút. Thế nhưng cảnh sát lại phát hiện David mất tới 2 tiếng 38 phút để đi trên đoạn đường này. Thực sự rất bất hợp lý. Chính vì vậy, cảnh sát tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng chiếc xe của David. Kết quả điều tra cho thấy hệ thống treo của chiếc xe gặp sự cố, thân xe và gầm xe đều có vết xước rất rõ. Trên lốp xe của David có dấu vết của thực vật. Điều này chứng tỏ chiếc xe đã đi qua những khu vực tùm cỏ dại. Ngoài ra, khi thẩm vấn David, cảnh sát phát hiện hắn có nhiều vết thương trên trán và cánh tay. Thế nhưng David lại nói những vết thương này là do tự cắt tỉa vườn hoa mà ra. Tuy nhiên, cảnh sát nhận thấy những vết thương trên tay của David rất đặc biệt, là hai vết thương dạng cong song song với nhau. Rõ ràng vết này không thể do cắt tỉa vườn hoa mà ra. Tới đây, khi mà ai cũng chắc chắn David là kẻ bắt cóc Susan, thì có một vấn đề khác lại xuất hiện. Tất cả những bằng chứng trên chỉ là bằng chứng gián tiếp. Điều then chốt là Susan vẫn đang trong tình trạng mất tích. Nếu không tìm được cô thì làm sao có thể buộc tội David? Trước tình huống này, vào tháng 6 năm 2010, một tháng sau khi xảy ra vụ án, cảnh sát cử một đội chó nghiệp vụ đặc biệt để kiểm tra xe của David. Ngay sau khi lên xe, chú chó đã có phản ứng với khoang hành lý. Tuy nhiên, sau khi gửi mẫu vật liên quan đến pháp y, họ không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của Susan. Giữa tháng 8 năm 2010, cảnh sát lại huy động một lực lượng lớn để khám xét khu rừng Agreen dọc tuyến đường từ Tindrum đến Inveraray, cách nhau 45 km. Tuy nhiên, việc tìm kiếm một người trong một vùng rộng lớn như vậy chẳng khác gì mò kim đáy bể. Rốt cuộc, chiến dịch tìm kiếm kết thúc thất bại. Không thấy hung khí, nghi phạm cũng không chịu nhận tội. Vậy thì làm sao? Không lẽ cảnh sát lại áp dụng biện pháp cưỡng chế? Công tố viên Alex Prentice đã vận dụng chuỗi bằng chứng gián tiếp để khởi tố David về tội giết người. Tại phiên tòa, Alex nhận định David mặc dù chia tay với Susan nhưng vẫn luôn quấy rối và ghen tuông vô cớ với cô. Đặc biệt, khi biết Susan sắp bắt đầu quan hệ mới với Mark, một người bạn quen qua mạng, David vô cùng bất mãn. Đêm trước khi xảy ra vụ án, tức là ngày 3 tháng 5, Susan còn dành cả đêm ở với Mark. Điều này khiến sự phẫn nộ của David đạt tới đỉnh điểm. Vào sáng 4 tháng 5, khi thấy Susan xuất hiện, lúc 8:55, David lập tức rời khỏi công ty, đến gặp cô tại hầm gửi xe để nói chuyện. Nhưng do David không kiềm chế cảm xúc, nên bi kịch đã xảy ra. Sau khi gây án, David lâm vào hoảng loạn. Trước tiên, hắn giấu xác của Susan tại một nơi kín đáo trong bãi đỗ xe, rồi quay về công ty, suy nghĩ về kế hoạch. Cuối cùng, hắn quyết định lái xe về nhà để chở cái xác đến nơi khác. Ngày 5 tháng 5, David lấy cớ kiểm tra cơ sở vật chất tại sân một trường học để lái xe ra khỏi thành phố và vứt xác Susan tại một nơi hoang vắng. Vậy là những bằng chứng quyết định vẫn chưa có. Những gì mà họ trình bày chỉ là câu chuyện được suy luận từ những bằng chứng gián tiếp. Ngày 18 tháng 4 năm 2014, 4 năm kể từ khi vụ việc xảy ra, tòa kết luận tội danh giết người với David là có căn cứ và tuyên án chung thân. Hai yếu tố chính khiến bồi thẩm đoàn kết luận David có tội là: thứ nhất, hắn không thể giải thích được vì sao hắn lại đi 28 dặm trong tận 2:38. Và thứ hai, như đã nói, trước khi Susan mất tích, mỗi ngày David đều gửi cho cô rất nhiều tin nhắn. Nhưng sau khi Susan mất tích, David lại không gửi tin nhắn nào nữa. Điều này cho thấy David biết là Susan không còn khả năng trả lời. Hay nói cách khác, hắn biết cô bị bắt cóc và thậm chí còn có khả năng bị giết trong khi cảnh sát chưa hề công bố thông tin. Mặc dù có bản án nhưng vụ án này vẫn chưa thực sự kết thúc. Đến nay vẫn không ai biết được số phận của Susan, vì vậy gia đình David vẫn không bỏ cuộc kháng cáo. Họ cho rằng chừng nào chưa tìm được Susan thì tòa không nên chỉ dựa vào chứng cứ gián tiếp để vội vàng kết tội David. Có lẽ phải chờ khi nào Susan xuất hiện thì sự thật mới được phơi bày. Dẫu sự thật có là gì thì vẫn có một điều không thể phủ nhận. Ngoại tình là cấm kỵ, đặc biệt là trong hôn nhân. Đương nhiên khi kết hôn một thời gian ta sẽ khó tránh khỏi cảm giác thấy đối phương nhàm chán. Thế nhưng không thể vì vậy mà thực sự ra ngoài tìm người mới để tận hưởng cảm giác lạ. Người ta thường nói ngoại tình là bản năng, nhưng chung thủy là lựa chọn. Chung thủy với bạn đời sẽ thể hiện ta là người có tự trọng, có bản lĩnh, có khả năng tránh khỏi những cám dỗ. Khi bạn chung thủy, người khác chưa chắc tôn trọng bạn, nhưng khi bạn lăng nhăng, chắc chắn họ sẽ cười vào mặt bạn, và thậm chí là cả nhà bạn. Vì vậy, mỗi khi suy nghĩ muốn ngoại tình bắt đầu, hãy thật lý trí để loại bỏ nó khỏi đầu nhé. Và đó là vụ án hôm nay. Bạn có suy nghĩ gì không? Hãy comment phía dưới nhé.
Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.